dai chất quê. Biển số xe đúng 18, người thành nam em ơi miễn chê. Cô bé ơi anh xin hỏi em rằng thì là em yêu ai đó chưa? Dù anh đi xe đỡ em, tiền anh ít nhưng yêu hết mình. Chung tình muốn cơm rang phở bò nam đi không em ơi? Hãy theo anh về rồi mình cùng ăn nha. Còn nếu chẳng thích xin em mời nói ra, vì anh chính là một người vô cùng thật thà. Trai tốt nam định 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 không nói linh tinh, yêu rất chung tình, tình là yêu sẽ hết mình. Em bình tĩnh gia đình mình cười nhau đi. Anh xin hứa về, xin hứa câu thề. Anh đẹp trai quê Nam Định, sống chân tình Nam Định không biết nịnh, luôn kiên định mà còn lại rất thông minh. Mấy cô gái quê Nam Định luôn mặn mà và thật xinh, lung linh trai Nam Định không nói hay. Nhưng xin lỗi vì mấy anh quá khéo tay, vì sinh ra người đẹp trai như thế này. Mấy cái thằng bạn anh trẻ anh sao thấy mới cay. Oh no, anh chẳng thấy có vấn đề. Nếu như bây giờ em không nhận lời mới quê, xin giới thiệu trai Nam Định dài hai thước, đi chợ nó phải thật lâu em hãy dùng mới thấy phê. Đi làm thì mới có cái để ăn, em yêu trai Nam Định không cần làm vẫn có ăn. Yêu luôn anh đi nào em đừng chờ và lăn tăn. Nếu bây giờ em nhận lời yêu anh dẫn ăn phở bò Thái Lan. Anh nói em mê nghe là anh đây dài chất quê. Biển số xe đúng 18, người thành nam em ơi miễn chê. Cô bé ơi anh xin hỏi em rằng thì là em yêu ai đó chưa? Dù anh đi xe đờ rem, tiền anh ít nhưng yêu hết mình. Em người con gái anh thương yêu thương thật lòng thương yêu. Mình đã thích nhất luôn yêu đi. Em ơi chờ đợi gì trai thành nam sẽ chăm lo cho em suốt ngày đêm năm. Đàn ông trốn đúng boy Nam Định, anh đây quê trai tốt Nam Định. Không nói